bạn trông như thế này khi nhìn bằng mắt thường. Nhưng bạn sẽ trông như thế này khi nhìn qua tia cực tím. Máy quay tia cực tím có thể cho bạn thấy trước những thay đổi trên da mà bạn chưa thể nhìn thấy vào lúc này. Thấy được hầu hết tàn nhang trên mặt. Và cả nút mụn các kiểu. Khi sinh ra, ai ai cũng đều có làn da đẹp. Nhưng tốc độ lão hóa của da thì khác nhau. Làn da khỏe mạnh rất dễ nhận thấy. Kính mắt cản được tia cực tím. Vì vậy kính mắt trông có màu đen. Kem chống nắng cũng cản được tia cực tím. Vì thế bạn sẽ trông như thế này khi thoa kem chống nắng lên da. Hãy luôn xinh đẹp bạn nhé. Thế thôi.